tinh chất Bollectors 10% niacinamide booster có tốt không? 1. Thiết kế bao bì. Bao bì sản phẩm đơn giản, ống rub, cầm rất chắc tay, không dễ rơi vỡ, khá dễ bảo quản nên bao bì sản phẩm tương đối đơn giản. Tuy nhiên, khi đến cuối lọ thì việc lấy tinh chất khá khó khăn. 2. Kết cấu. Kết cấu dạng lỏng, có màu trong suốt, dễ thẩm thấu và không có mùi hương, là một điểm cộng lớn với những bạn không thích sử dụng sản phẩm chứa hương liệu. 3. Thành phần. Công thức chứa hẳn 10% nồng độ niacinamide được xem như khá cao so với mặt bằng chung, giúp làm sáng, đều màu da, kháng viêm, làm giảm thâm da do mụn, đồng thời sẽ khít lỗ chân lông, chống lão hóa. Acetaglucosamine và ascorbyl glucoside chống oxy hóa cùng với các hoạt chất cấp ẩm mượt mà. Panthenol, vitamin B5 giúp hàng rào bảo vệ da, mau chóng hồi phục và có thêm độ chắc khỏe. Sodium hyaluronate dưỡng ẩm giúp duy trì độ ẩm, phục hồi lớp màng bảo vệ da, hạn chế tình trạng khô hoặc kích ứng da. Các chiết xuất thực vật như chiết xuất rễ sâm nam Bravia diffusa root extract, chiết xuất cam thảo Glycidia glabra root extract dưỡng ẩm, làm sáng và đều màu da, giảm tình trạng thâm hoặc đốm tàn nhang. Sản phẩm không chứa cồn và hương liệu. 4. Đánh giá hiệu quả sản phẩm. Sản phẩm này dùng như một dạng serum mỗi ngày và sau đó có thể dùng kem dưỡng. Với lượng dùng tầm 3 đến 4 giọt trên một lần là vừa đủ, không hề dư thừa và mức thẩm thấu sản phẩm rất tốt, khô thoáng không gây dính hay rít bề mặt. Cực thích hợp với những bạn đang sử dụng chiết mần nhẹ nhàng đến nặng đô, rutin dành cho da mụn và sau mụn. Sau 3 tuần sử dụng niacinamide Bollectors với tần suất mỗi ngày, loại da trải nghiệm sản phẩm thuộc da dầu, mụn không nhiều, có viêm đỏ, có những cải thiện đáng kể như sau. Mụn viêm có giảm sưng nhất và mau se cồi nên việc lấy ra khá dễ dàng. Da được kiểm soát dầu rất tốt. Vùng đỏ do viêm sưng đã dịu hẳn và hầu như biến mất. Da luôn trong trạng thái đủ ẩm, thâm mụn mờ đi đáng kể. Các vùng da không đều màu trở nên sáng dần và cải thiện rất ổn. 5. Cách sử dụng 10% niacinamide booster. Sử dụng sau bước tôn nở cấp ẩm, lấy lượng dùng vừa đủ và tần suất sử dụng mỗi ngày hoặc xen kẽ nếu bạn có thêm serum khác. Vì sản phẩm này chứa đến 10% niacinamide, các bạn nên test trước khi sử dụng.